Angelina Jolie hẹn hò bạn trai trẻ hơn 9 tuổi. Mối quan hệ tình cảm giữa Angelina Jolie và rapper Anacala đang ngày càng nồng nhiệt. Ngôi sao phim Maleficent, Angelina Jolie, 49 tuổi, được cho là đã lén đưa nam rapper 40 tuổi lên phòng khách sạn Corinthia ở London anh vào tuần trước. Các nguồn tin xác nhận với tờ The Sun hôm 21 tháng 10, Angelina Jolie và Akala luôn xuất hiện bên nhau. Cặp đôi dành cả đêm 16 và ngày 17 tháng 10 bên nhau trong khách sạn và không trời đi. Nguồn tin chia sẻ và giải thích rằng Akala đến gặp nữ diễn viên 2 giờ sau khi cô vào khách sạn. Nguồn tin này cho biết thêm, Akala lẻn ra khỏi khách sạn bằng một trong những chiếc xe của Angelina vào ngày 18 tháng 10, chỉ vài giờ trước buổi ra mắt bộ phim mới của cô tại Viện Phiên Anh. Bộ phim sắp ra mắt có Angelina Jolie đóng chính và Blula đến đạo diễn làm Maria được trình chiếu tại liên hoan phim London. Họ sử dụng xe riêng và lối ra vào bí mật để giữ kín mối quan hệ của mình, nhưng đó là sự thật, nguồn tin cho biết thêm. Ngôi sao phim Eternals và rapper Akala đều tham dự liên hoan phim, mặc dù họ được chụp ảnh riêng lẻ. Theo nguồn tin, sau buổi ra mắt, họ cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn tại nhà hàng sang trọng Soho House. Ngôi sao Hollywood và Akala có mối quan hệ lãng mạn từ tháng 5 năm 2024 khi Akala tham dự lễ hội văn học Kalaba ở Jamaica cùng Luli, và còn thấy Yahara, 19 tuổi, Lailu, 18 tuổi. Cần đây nhất, nam ca sĩ cùng ngôi sao phim Mister và Miss Smith đến dự một bữa tiệc tại phòng nghệ thuật Atelier Jolie của cô ở New York vào ngày 28 tháng 9. Cùng tuần đó, Akela tham dự buổi ra mắt phim Maria tại liên hoan phim New York được tổ chức tại nhà Hector Đi Trong khi tờ In đưa tin rằng cặp đôi này đã hẹn hò ít nhất một năm thì một nguồn tin khác lại nói với People vào tháng 8 năm 2024 rằng họ không hẹn hò. Nguồn tin giải thích rằng hai người bạn này có cùng niềm đam mê khi nói đến các hoạt động xã hội và nhân đạo. Ba mẹ sáu con có mối quan hệ tình cảm gần đây nhất với chồng của Rapid, người mà cô đã ly thân vào năm 2016 và đang có cuộc chiến pháp lý căng thẳng khi ly hôn. Cùng với ba con đẻ là Jailo, 18 tuổi, cặp song sinh nốc, Vivian, 16 tuổi, Angelina Joy và Brad Pitt còn có thêm ba con nuôi là Meredith, 23 tuổi, Austin, 20 tuổi và Yehada, 19 tuổi.